Ok, thưa bác, giờ em mới có thời gian để mở cái con đài của một bác em cũng quên mất rồi. Chỉ nhớ là con này là con 710 của một bác gửi cho em. Bác ở Hưng Yên, Hải Triều, Bắc Thuận. Em nghe tạm được. Cassette thì cửa A không có motor, úi dồi ôi, cửa B thì có motor. Bật cassette cửa B chạy, nghe tạm được. Sau khi tôi lắp motor vào cửa A cắm điện thì nghe có tiếng nổ, úi dồi nguy hiểm đấy. Sau đó bật cửa B cũng tịt nốt, em sợ đi cái mạch thì chết. Sau đó bật cửa B cũng tịt nốt, cửa A thì ù to. Tôi rút jack motor ra khỏi vỉ, người anh khắc phục lỗi cassette hai cửa, rút và kiểm tra tổng thể radio cassette cho hoàn hảo. Ok, ôi bật ra hết này bác vọng là cái phần đằng sau này không sao thì em cất đi đã nhé, em chưa kiểm tra đâu, nhưng mà để bước đầu tiên em phải như bác mô tả là bị nổ này, thì là rất là mệt. Sao lại cắm motor và lại nổ được nhỉ? Thì sẽ đi cái mạch này thôi, đi cái mạch này là em đọc kỹ nào. Sau khi lắp motor vào cửa A là cửa này. Sau khi lắp motor vào cửa A cắm điện thì nghe có tiếng nổ. Tiếng nổ không biết là ở đâu. Sau đó bật cửa B cũng tin nốt, cửa B là cửa này. A thì ù to. Tôi rút jack motor ra khỏi vỉ. Rút jack motor ra khỏi vỉ. Jack motor là jack nào đây? Em nghĩ là cái này bác thay cái này. Bác thay cái này không đúng dây của nó. Đây. Bác đi cắm vào cái dây đỏ này. Rồi ok, cái này em sẽ xử lý xong, nhưng mà cái quan trọng là không biết là nó nổ thì nó sẽ bị sao, sợ là nó bị sao thôi, bị cháy cái gì thôi. Đây. Chắc là bác đội motor này vào thì có thể những cái chân này nó không đúng thì nó bị nổ thôi. Có thể thế, em đoán vậy. Vì đấu điện này nó phải chính xác, không thể cái nào rắc nào nó cắm linh tinh được. Có thể máy khác nó cực, mỗi mỗi máy nó có một cực riêng. Cái này đây bác ấy đã độ nhé, độ một cái chặn vào đây. Không biết là dùng có tốt không. Cái này là motor. Rồi cái này em sẽ xem nhé, tại vì bây giờ như này thì em chưa biết, nhìn nó không phát hiện có cái gì nổ đâu cả. Hai nổ ở dưới này không thấy cái gì gọi là biểu hiện của cháy nổ cả. Motor này không thể cắm linh tinh được các bạn. Cái này em phải kiểm tra cái chân của nó.
Ở đây nó có chân AB này các bạn này. Chân AB thì chúng ta không thể cắm điện vào được. Chúng ta chỉ cắm điện âm dương vào hai cái chân này thôi. Có nghĩa là hai cái cực này, hai cực bên phải nhất này. Thì giống theo đó thì nó sẽ là ra hai cái cực này. Đấy. Hai cực bên phải như này. Chân âm dương. Còn AB là chỉnh tốc độ. Thì các bác không được đấu sai. Thì cách dò thì chúng ta dò ở cái chân này thôi. Đấy, hoặc là các bác có một con 710 khác thì các bác dò ở đây. Thì do cái này nó cắm một cái chỗ đỏ này mà, thì các bác lấy đồng hồ về đo cái nào là âm dương thì nó khoảng 14 15 V gì đấy. Cái nào âm dương thì đúng hai chân nó các bác đấu tương ứng vào thì mới được, chứ không phải các bác cứ có cái rắc giống là các bác nối vào motor các bác cắm bừa vào. Cái đấy cách đấy nó không chắc ăn các bạn ạ. Số đỏ thì nó trúng, nhưng còn nếu mà số đen thì như bác mô tả đấy là nó bị nổ. Đây con ốc này nữa này, con ốc này như là chèn cái gì đây, ốc này kiểu gì đây em cũng không rõ. À, ba cái đệm đệm cái ấy vào khỏi khỏi nó bị trơn ren. Cái gì dành cho ống nước nhỉ, tự nhiên quên tên thế này, băng băng tan, chỗ em hay gọi là băng tan, cái để mà quấn các cái ren ống nước ấy. Ô, cái này sao lại có cái này ở đây nhỉ, sao có cái ống ở đây nhiều vật thể lạ quá. Không hiểu sao có cái ống đây. À, không biết bác thợ nào có chủ đích gì hay là nó vô tình nó rơi ở đây thôi, em không rõ, em cất đi đã nhé. Tại vì theo em biết thì cái chỗ này nó không có cái tác dụng gì cả. Ok, bây giờ em sẽ thay cái motor vào nha. Như bác mô tả thì nó chỉ bị cái phần motor này thôi. Đấy, phần motor xong sau đó thì cái này nó bị này. Thì bây giờ em sẽ rút hết ra, rút hết cái cửa A ra. A này. Đấy. Đây. Em rút rời nó ra nha. Rồi để em test cửa B xem nó bị sao không nhé. Thì lúc đây chúng ta phát hiện ngay là cửa B nó bị sao không. Đôi lúc khi bác cắm cửa A vào mà nó bị liên quan đến cửa B thì cửa B nó sẽ bị tịt như bác mô tả. Ok, để em test thử xem. Rồi em sẽ cắm điện vào đây. Bây giờ em sẽ test cửa B. Vẫn quay này. Vâng, thấy không ạ? Vẫn quay bình thường. Để em tìm cái loa cắm vào xem nó có kêu nhé. Đây, em vừa cắm dây loa vào đây rồi. Cái loa ở đây. À, xe rác đi đổ rác ạ. Em test thử vào cái băng này nhá. Vẫn ra tiếng này không? Nhưng mà tiếng xì nó khiếp quá. Xem nó quay có ổn không nha. Đây, các bác ngó xem lại. Bị như vậy là bị về cơ. Ô, lại tịt rồi. Chắc là cái này nó còn lại thôi. Tóm lại là vẫn ok, mỗi tội là méo tiếng này. Méo tiếng này thì chắc là do bánh, ui cái bánh bánh tì này không ổn rồi, đầu từ cũng mòn rồi đó. Không biết em còn cái đầu từ này không, hôm nọ còn mấy cái nhau đây không biết còn không. Tóm lại cửa A này nó không như bác mô tả là tịt, nhưng mà nó không tịt nhé. À, để em mở loa bên kia xem nào.
Loa này được thì chắc loa bên kia cũng được thôi, tại vì em đang có chỉ có một loa đây. Em chuyển loa này. Đấy, vẫn được, cả hai loa vẫn được. Chúng tôi bị méo tiếng. Méo tiếng thì do cái bộ cơ cũ và tiếng nó hơi tối, thì là do chắc là do đầu từ mòn hoặc là đầu từ không sạch. Đấy, thì em sẽ khắc phục cái phần đấy. Còn radio em xem nào. FM vẫn nét mọi người. Đầu tư ra nước ngoài. Hiện Hòa Bình có góp vốn vào hai dự án trong nước gồm khu nhà ở Long Thới và khu đất 2 quận 9 đều thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nhà sản xuất ô tô của Đức Mercedes-Benz mới đây công bố kế hoạch bán 25 showroom tại châu Âu, dự kiến thu về 1,2 FM vẫn ok nhé. Chi phí và tập trung nguồn tiền nghiên cứu phát triển xe điện. Đấy, các bác nghe biết. Daimler, nhà sản xuất xe hơi. Tôi cho rằng Phần Lan là đối thủ khó chơi. Nếu không nỗ lực 100% thì rất khó thắng trận đấu này. Đó, họ đã vượt kế hoạch giảm đáng số lượng showroom và địa điểm. Em muốn ngon lành. Thả em xem. Thấu mối ẩn tình không tiện đấy, nói của ông. À, em như vậy là ok rồi. Nếu có rảnh xin mời ông. Ê, ông nắng à, nhưng tôi nghĩ ông vẫn là đội bóng. Đấy, thấu lại em ok nhé. Còn cái này nó bật ra này. Cái lò xo này nó bật ra này. Và sau này hình như là nó ở cái chỗ này. Đấy. Nó không phải là ở đây nhá. Nó ở chỗ này thì nó sẽ đẩy được cửa băng tốt hơn này. Các bác có nhìn thấy không ạ? À, xa quá nhỉ. Đây. Zoom gần cho các bác. Ở cái chỗ này nó có một cái chốt lên này. Đấy. Thì cái vòng thép này nó lẽ ra nó ép ở đây này. Ép ở cái vòng chốt này. Thì cái này nó phải đẩy lên cao một tí. Và ở đây thì lực nó sẽ đẩy tốt hơn so với cái chỗ này. Chỗ này nó chẳng có cái gì tựa vào cả. Mà không biết là cái này nó có ổn không. Cái vòng thép này có ổn không. Em cũng không rõ. Và cái phần đấy em xử lý sau. Em chỉ có cái gì thì em chia sẻ với bác chủ đài này nó là như vậy đã. Tóm lại chắc là bị vấn đề ở motor cửa A thôi các bạn. Đấy, còn cửa B thì nếu bác cần thì thay đầu từ, thay bánh tì, dây Cura thì em nghĩ là không, khả năng là không cần thay, tại vì là em nhìn thấy nó khá là tốt. Ồ, với cả mấy cái chỗ này nó có vẻ long sọc sọc kia. Rồi, cái đấy những cái lặt vặt thì em tính xong. Rồi, bây giờ liệt kê ra nó cũng mất thời gian lắm. Dây Cura, em xem này. Cura này không biết là có ổn không. Ồ, cũng bị ấy rồi các bác ơi. Bị giãn rồi, em sẽ thay dây Cura cho bác nhé. Đây. Mà tháo ra để cho bác biết luôn. Tại vì không thể zoom gần được. Điện thoại zoom gần khó quá. Nó bị giãn rồi. Nó bị nứt rồi. Đấy. Đây này. Để mà zoom lấy nét này.
Đấy, kéo ra thì biết này. Đấy. Cái này dùng một thời gian nữa là một là nó meo tiếng, hai là nó đứt. Sẽ thay dây cura nhé, cửa B. Bánh tì cũng chắc chắn cũng phải thay rồi, không là nó nhéo nhéo quá. Chúng khắc phục cửa B trước đã, rồi cửa A tính sau. May quá radio không sao. Còn cái này em nghĩ sao lại để được như này nhỉ? Cái này để này không ổn. Hay là bác thích để này cũng được. Thì trong hộp em kiểm tra lại xem có cái ốc nào thêm không. Nhìn cái nắp ra xem nha. Chắc là bác không gửi cái ốc đâu. Còn cái ốc nào cả. Đây là mấy cái ốc mà lúc nãy em vừa tháo ở cửa A ra thôi. Đấy. Thì bây giờ con này cũng chế cháo cũng ghê gớm phết đây. Cháo khá nhiều đấy. Ô cái cửa này làm sao không có cái đẩy ra nhỉ, không hiểu luôn. À những cái này em sẽ ấy vào nhé, em sẽ dán keo vào này. Đấy, những cái này dán keo vào, không biết là nó còn ok không, em phải dán keo vào. Như này còn có thể gỡ gạc được, chứ còn nếu mà nó bị mất những cái nhựa này thì chịu. Chế vào thì nó sẽ bị lệch lỗ. Ô, những con ốc này chán quá nhỉ. Này, ốc này không phải ốc của nó. Vặn ốc này vào rồi thì nó hay bị trườn gen. Nếu như lấy ốc zin của nó vào. Mà tốt nhất là dùng ốc zin hoặc ít nhất cũng phải ốc xịn gần giống cái này thì nó là tốt nhất. Và cứ vặn ốc linh tinh này là nguy hiểm lắm, nó hỏng hết lỗ. Ok, em đã thay cái bánh tì vào đây. Đây là cái bánh tì cũ của nó. Bây giờ sẽ test xem nhé. Xem thay cả dây cura luôn nhé. Đây dây cura cũ của nó này. Bây giờ muốn test phải cắm điện xuống bên này. Ok. Đây, còn mấy cái nữa, sắp hết rồi. Các bác hỏi mua bánh tì thì em không có bán nhé, cái này em để sửa cho khách thôi. Còn các bác muốn thì em sẽ chỉ chỗ mua cho. Được thôi. Xem nào, cắm điện vào nó như thế nào nào. Một khi nhắc ra đây, nhắc dàn trước này đi. Đấy, nghe tiếng xì khá là ok. Lâu đầu tiên cái này. Bây giờ test ạ. Test cho nó chạy trước ạ. Đấy, còn chạy như thế nào thì tính sau. Ô, xa đấy nhỉ. Đấy, nó kêu tạch tạch này. Chắc ở đây là nguyên nhân gây ra cái nhiều tiếng. Khi không có tải nó lại không kêu. Đây, nó bị trơn các bạn. Em nghĩ nó bị trơn cái viền cao su này. Cái viền cao su này hình như là không phải của nó các bạn ạ. Con
con 715 này, cái viền cao su này rất là dày, nó không mỏng như này đâu. Đây cái này có lẽ là được thay bởi cái con 1000S vào rồi, hoặc là cái bộ cơ của nó. Mọi thứ ổn định hết, có mỗi chỗ này hơi giật giật này, cái bánh trung gian này này. Nhìn tới lại một lần nữa nhé. Các bác thấy dây băng nó hơi giật giật này. Em cầm như này khi nó giật một cái là nó rung, em cảm nhận được. Cái bánh tì này nó chưa ép sát rồi. Em chỉnh lại bánh tì một chút. Nó chưa ép sát vào cái trục này. Ồ, cắm vào một cái nó kêu pộp luôn đấy. Ô mà chưa bật nó đã chạy rồi. Vậy. Không hiểu luôn. Các bác có nghe tiếng xì không? Tiếng xì từ loa này. Em rút điện ra nhé. Đấy. Là nó không kêu này. Cắm vào này. Đấy, em có tiếng xì thì em mở volume to lên này. Đấy. Rồi nha, để em cắm điện cho các bác. Điện ở đây. Đấy, rút ra là không xì này. Cắm vào nghe tiếng xì ngay. Đấy, mặc dù chưa bấm cái gì nhá. Chưa bấm cái gì cả. Bấm thì lại tịt. Ở đây này, đây nó lại tịt rồi này. Không quay rồi. Không hiểu luôn. Bị đứt một dây rồi. Đứt một dây motor rồi. Đứt một dây motor. Nó chắc vừa mới tuột. Ok, em sẽ hàn lại. Tiếng méo quá bác ạ. Không biết là do bánh trung gian hay là do cái bánh đà này. Tại vì bánh đà này nó sát vào cái bánh trung gian này. Sờ và thấy nó rung giật nhiều quá. Tức là nó chạy không mượt ấy. Nó cứ rung như này. Đây này, các bạn nhìn trục thì biết này. Cái trục nó không ở một chỗ ấy. Thế nhưng mà cũng tùy từng cái. Có cái rung nhưng mà nó không meo tiếng. Thế mới lạ. Có cái thì nó lại meo tiếng. Đấy. Bấm một lúc nó có tiếng xì nhá. Các bạn nghe kỹ này. Em tắt đi nhé. Đấy, nó lại có tiếng xì này. Tắt đi nó không mất tiếng xì nhé. Để em bật tiếng to lên này. Đấy, các bạn nghe tiếng xì không ạ? Đây, loa em để đấy nhé. Nghe tiếng xì này. Đấy, để như này để cho các bác nhìn thấy em bấm play này. Khi em bấm play nó mất tiếng xì đi xong một lúc nó mới có tiếp này. Đấy. Đấy, bây giờ mới có này. Tắt đi nó cũng kiểu như thế. Đấy. Đấy. Tại vì có tiếng nổ thì nó sẽ gây ra chập mạch, cháy tụ, chập tụ hay là điện trở. Hay là còn diode, tức là một trong số những cái linh kiện ở đây hoặc là nhiều trong số những linh kiện ở đây. À, đây này. Em nghĩ con này nó bị nổ này.
giờ mới để ý, bây giờ mới phát hiện ra này. Có lẽ là con này nó bị, đây một con chassis to nhé. Rút điện ra đã, nguy hiểm quá. Cắm lúc nổ tiếp đi. Giờ mới phát hiện là cái con này nổ lòi hết cả cái cực, bản cực ra này. Đấy, ban đầu nó như thế này này. Nó như những con này này. Đấy. À, con này bé. Đây, nó giống con to to này. Giống con to to này. Giống con to to này. Đấy, chia sẻ với bác nào chưa biết luôn. Tất nhiên là nó cũng khác một chút. Hoặc là khác thông số gì đó em không rành lắm. Nhưng mà đại khái là nó bị như vậy. Em nghĩ là nó nổ, là nó nổ con này. Đấy, như bác mô tả có tiếng nổ thì chắc chắn nó phải bị hỏng một cái linh kiện nào đó. Đấy, như em vừa nói thì vừa nói xong thì thấy cái này. Đây, chân bê ở kia. Đây, cái phần dẹp nó lại ở bên này. Ok, em sẽ thay con này cho bác nhé. Con này chắc chắn không sử dụng được rồi. Mà không biết là phải không, bây phải thay mới biết được. Đây, nó bị nổ con này D467 đây các bác ạ. Thông số của nó đây 4 gì đó. Mở mắt mở quá em cũng chả nhìn thấy cái gì kìa. Đây, nó nổ phần này. Em vừa đo xong thì nó không còn hoạt động nữa rồi. Em tìm một con tương đương vào nhé. Cái linh kiện của cassette này nó rất là hiếm luôn các bạn. Không biết là có con nào nó giống không. Đây, em đã thay vào ngon lành nhé. Con này chắc là con transistor nó có nhiệm vụ cấp điện cho cái đỏ đỏ này. Tức là cái chỗ cắm motor của cửa A. Đấy, nó nằm vị trí này. Ok rồi nhé bác nhé. Đây, em đã cho nó quay rồi đây. Tắt này. Đấy. Không có cái bút xóa ở đây, chấm cho các bác nhìn dễ. Đây, các bác nhìn thế này chắc cũng ra. Đây, em bấm play nhé. Đấy, nó quay này. Thì top play này. Ok. Sau khi thay cái này thì là nó chạy. Thay con transistor. Con bị vỡ này. Đây là cái motor của em. Để em test cái motor của bác xem nó chạy chưa đã. Để xem là cái này nó chạy chưa nha. Tháo cái này ra. Play nè. Đấy, nó chạy rồi nhá. À đây, xin lỗi các bác. Vì camera chưa quay sang cái chỗ này. Đấy. Nút play là nó gạt cái lẫy này, à, gạt cái công tắc này thì nó sẽ quay này. Đấy, còn quay như thế nào thì chưa biết được. Tại vì quay như thế nào nó còn phụ thuộc vào những cái bộ phận trên cái bộ cơ này nữa. Bây giờ cho nó quay hoạt động trở lại đã tốt lắm rồi các bác. Đấy. Đến bấm play xem nó có quay cái trục này nhé. Đấy, quay như vậy là xem nào. Quay ngược à? Quay ngược. Quay ngược, vậy là em phải đấu ngược motor lại rồi. Cái motor này bác thay như là không phải của nó, không phải giống motor zin của nó. Cho nên nó bị ngược đây. Em sẽ đổi lại cực nhé. Đổi lại cực motor. Đổi dây. Đổi hai dây thôi. Dây âm và dây dương. Dây âm và dây dương là được. Ok. Em đã đổi hai cái cực này. Dây ngoài cho vào trong. Dây trong cho vào ngoài này. Hai cực bên phải các bác thấy này. Nó hơi bị chéo. Tại bác thay cái motor này không phải motor zin của nó. Cho nên là nó bị ngược cực. Ngược cực thì khi cắm vào đây chúng ta phải đảo ngược lại. Đảo ngược lại thì motor nó sẽ quay. Ôi nhưng mà sao quay ác thế nhỉ? Sao quay nhanh thế nhỉ? Motor này quay nhanh khủng khiếp luôn bác ạ. Cái motor này không ổn rồi.
Đấy, như vậy là nó mới quay đúng chiều này. Cái trục này quay ngược kim đồng hồ này. Và cái bánh tì này quay xuôi kim đồng hồ là nó kéo băng sang bên này này. Kéo dây băng từ đầu tì sang bên này này là đúng chiều của nó này. Nhưng mà khi lật ngược lại thì nó lại tốc độ nó lại tăng. Chắc chắn là khi em giảm tốc, giảm cái giảm tốc ở đây này thì nó sẽ không không được được chậm lại đâu các bạn. Đấy, tại vì motor không phải motor của nó rồi. Motor này chắc là của 7.5 gì đó. Đôi bác phải chọn đúng cái motor của nó mới được. Ví dụ nhé, ví dụ em thay cái motor này bằng motor của em nhé. Motor của em đúng là của Zin 710 luôn. Đây này, nó còn cái này nó vẫn còn màu đỏ này. Đấy, trùng hợp với cái cái rắc cắm ở đây. Đấy, bây em sẽ cho quay. Đấy, nó quay rất rất là chậm, tốc độ đúng của nó. Nó không bị quay nhanh. Cái này em cũng cảm nhận được, kể cả lắp vào đây nó cũng không quay nhanh đâu các bạn ạ. Còn khi cái motor của bác nó quay nhanh là biết ngay. Đấy, các bác nghe né lên kiểu xe máy nó ga. Thế là nó thể hiện không bình thường rồi. Đấy, nó quay rất nhanh. Với lại tốc độ băng không thể quay mầm nhanh. Đây bấm play nhá, không phải tua nhá. Tua quay nhanh thì không nói làm gì, ví dụ tua này. Ấy, tua nó còn ác hơn, như súng, như bắn súng ấy. Cái này chắc cũng khô dầu nữa. Tiếng nói gì, tua thì như này thì cũng được, không sao. Tua càng nhanh càng tốt. Nhưng mà play mà nhanh như này là không được, là không ổn này. Cho nên là có lẽ em phải thay cái motor cho bác nhé. Em phải thay cái motor cho bác. Cái motor này không ổn. Motor 9V 1600 thông số của nó này. Bác nào chưa biết thì có thể xem luôn. Thông số của nó là 1600 đến 1200 vòng mỗi phút. Đấy, đây đến 3200, xin lỗi các bác nhé. Nó bị mờ, em tưởng số 1 đến 3200. Tại vì không thể có 1600 đến 1200 được. Em quên mất. Đấy, đấy là cái thông số của cái motor mà bác thay vào. Còn cái motor zin của nó đây. Cũng là như này, sao lại nó ấy nhỉ? Cũng là motor thông số y chang mà. Đấy, vấn đề nó ở chỗ đấy. 9VDC 1600 đến 3200 vòng mỗi phút này. Thế mà vẫn quay chậm là sao nhỉ? Để em cho nó vào đây xem nào. Do cái motor này nè, thông số thì nó giống nhau nhưng mà do nó đấu ngược, có thể là do đấu ngược cực cho nên là nó hơi ngược một chút. Đây nhá, đây motor zin của em vừa gắn lại nhá. Đấy, nó phải quay chậm như này mà. Chúng ta nhìn thấy những cái cạnh này, nó quay từ từ, cuốn băng rất là đều. Đấy, các bác cứ tưởng tượng bây giờ đang cuốn băng thì nó cũng sẽ chậm như vậy. Còn cái lúc nãy là nhanh quá. Cái này này. Mà nếu như cho nó chậm thì nó lại bị ngược cái cực. Đấy, thế nó mới căng chứ. Ngược cái cực này thì khi đấu ngược lại nó lại quay nhanh. Em bó tay luôn. Thế là nó là một cái dạng motor cùng thông số nhưng bị ngược cực. Đấy. Và khi gắn ngược lại thì nó sẽ có tác dụng khác, tức là nó quay nhanh hơn. Thế thôi, đơn giản như vậy. Em sẽ thay motor zin này cho bác nhé, tại vì là như này thì nó mới hoạt động được. Ok, bây giờ sẽ gắn cái bảng mạch này vào này. Ở đây ban đầu là tưởng là cái mất cái này nhưng cái này vẫn còn này, chắc nó bị thụt vào trong này. Ok, bây giờ mình gắn vào test thử nhé. Đây, em chưa gắn đầu từ mà em test thử. Ủa? Nó
Rồi, công tắc nó lỏng. Công tắc này nó bị lỏng. Ok rồi, em vừa bẻ cái này vào này. Đấy, nó quay rồi nhưng mà kiểu như nó bị vẫn còn hơi lỏng. Đấy, ok rồi. Mày nhìn quay này. Xì tôm. Quay. Mới tội là cái đèn nó không hiểu đèn cứ sáng suốt này. Chắc lại chập cái công tắc này. Cửa A nhé. Cửa A là nó chưa thay cái này xem nó như thế nào. Ui, dít dít này khả năng là cần phải thay. Em sẽ thay hai cái bánh tì này nhé. Bánh tì xuôi này còn đều hơn này, quay không quay này. Bánh tì quay mặt ngược này thì đỡ hơn, nhưng mà cũng nên thay thôi. Đây nó tự động vớt này. Lâu lâu nó tự động vớt này. Nó tội kiểu chắc để lâu là những cái bộ phận nó khi cho hoạt động trở lại thì nó sẽ bị chưa chính xác. Kêu được là được rồi các bạn. Kêu được thì mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy. Ok, em sẽ thay cái này. Cái này không thay không được rồi. Giờ em sẽ thay hai cái bánh tì này vào. Nhưng mà vẫn phải rũa cái trục nó đi bác ạ. Cái trục nó bị dỉ quá. Dỉ quá em nhét không vào được này. Đấy, đúng lỗ 2,0 nhé. 2 ly đấy nhưng mà nhét vào không được này, kể cả bên này luôn. Này, bấm play lên chút để ấn vào này. À đây vào được. Nhưng mà nó quay rất là dít, dù sao em cũng vẫn phải mài đi một chút để nó bớt những cái gì đi. Đây này. Nhét vào là nó dỉ trong này. Đây là hai cái bánh cũ của nó này. Hai bánh cũ của nó. Không biết cái này chắc là lỗ 2 ly. Em nghĩ là cái lỗ 2 ly. To đùng này, nhìn to đùng. À 2,5 chứ. 2,5. Lỗ 2,5 là em thử nhét vào cái này nha. Đấy. Úi dồi ôi. Cái này còn lỏng tèo tèo này, tắc được này. Đấy, còn cái này mới là 2 ly này. 2 ly là cái zin của nó này, cái tô vít chọc không vào luôn. Đấy, nhưng mà cái này nó cũng đều lắm rồi, cứng đơ hết rồi, không còn đoàn hồi nữa. Cái này còn đoàn hồi nhưng mà nó là lỗ 2,5 to quá. Hai cái này thì một cái trắng là thay rồi nhá. Cái zin của nó là cái này nhưng mà cứng quá rồi, quá hạn dùng.
Bây em phải rũa cái kia mới được, rũa trục nhá. Em đã lắp được hai cái bánh tì vào đây. Đây còn cái hiện tượng này không biết bị sao nhỉ. Nó cứ bị lật suốt này. Cơ để lâu quá. Cơ cũ quá rồi, không phải để lâu mà để cũ quá rồi. Loạn rồi. Bên là thiếu cái bộ phận gì không? Lúc nãy còn ngon này. Ở đấy, lại chạy ngon này này. Bây giờ em sẽ cho băng vào test nhé. Cho băng vào test thử nhé. Cái bên này nghiền băng rồi. Cái bên này có phải không ổn hả? Không biết kiểu gì đây. Sao nó nghiền băng ác thế nhỉ? Tại vì nó hơi vẫn còn hơi rít nữa. Để mang ra rũa nốt cái trục nhé. Rũa nốt cái trục cho nó trơn tru hơn. Bằng ác thế nhỉ. Ui, bấm cái này nó bỉa xuống này. Cho ít cồn cho sạch sạch em. Bây giờ đến giờ cơm. Đi nấu cơm đã. Đây em thay cho bác cái này nhá. Cái chốt này nhá. Cái này chắc là một là không phải của nó, hai là nó bị rít thì bị sao đó cho nên nó hay bị nghiền băng. Đây. Đây là cái em dự kiến thay đây. Thì cái lò xo nó như này mà bác. Đấy. Cái lò xo nó như này. Cho còn cái lò xo của bác nó lại như này này. Đấy. Em nghĩ là cái lò xo này bác lấy từ đâu vào em cũng không biết. Đấy, lò xo như này nó đẩy. Đấy. Đẩy như này nó phải nhún như này này thì nó mới ok được. Đấy, cùng xem nhé. Đấy nó ok. Cái này em lắp bị lệch, để tí em sẽ lắp lại. Đấy, như này là ok rồi. Mài một lúc kìa, băng bẩn mà đầu tư lại sạch rồi. Đấy ok nhá bác nhá, thay cái chốt này nhá. Cái của bác này, lò xo thì không đúng. Mà cái này thì chắc là đúng, nhưng mà lò xo thì nó là lò xo gì ấy. Lắp vào nó cứng nó không đẩy được. Đã không đẩy được thì nó còn rít nữa. Đấy, nó phải có đan hồi như này nhá. Đấy, bác xem cái cũ này. Đấy, cũ đan hồi như này mà.
cái này nó cũng phải đàn hồi tương tự, chứ còn cái cũ của bác này nó gắn vào nó bị cứng, nó không có đàn hồi, thành ra nó cứ bị ép. Chưa kể cái đâu nhỉ, cái miếng nhựa em cậy ra nó bị vỡ rồi. Đây cái miếng nhựa này, miếng nhựa nó chèn ở cái cũ, khi em cậy ra nó bị vỡ rồi. Cái này nó bị mòn cái bánh răng ở đây, hay là bị cái này nó bị lệch. Hai đứa chỉnh lại cái phần này nhá. Chỉnh lại cái này nhá. Đây là còn dùng cái loa công suất nhỏ đấy. Ok. Cho nó chạy một lúc, chạy thật lâu đi. Không, có những trường hợp thì em sửa xong ngon lành, test xong ngon lành, về nó lại bị lại. Còn mỗi cái lỗi là đây đấy, chưa bật gì hết mà nó đã có tiếng xì sẵn rồi. Cái này thì em không biết là có khắc phục được không đây. Tại vì là chưa cắm dây vào, chưa cắm đường này vào thì nó đã có sẵn rồi. Cái này, cái máy này nó cũng hay bị cái lỗi này lắm, để hôm nào em sẽ nghiên cứu thêm. Tại vì bác đấy nhờ thì em làm thôi, chứ không phải là thợ thuyền gì cả, có gì thì em làm được cái đấy thôi. Đấy. Làm được như vậy thì em cũng rất là vui rồi. Ở đây thêm một điều nữa em mới phát hiện, đó là cái đèn này nó bị cháy nhá. Đèn reverse bị cháy này. Ví dụ em bây giờ đang reverse bên này cuốn này, thì là nó bị mất cái đèn này. Còn khi sang như cũ thì đèn nó sáng này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Em tắt flash đi này. Đấy, các bác nhìn rõ hơn này. Thì reverse sang lẽ ra đèn này nó sáng này, nhưng mà đèn này nó lại không sáng. Đấy, em phải thay nốt cả cái đèn này nhá. Vâng, sau mấy ngày gọi là cố gắng lắp cái chốt này vào, nhưng mà
em không lắp được bác ạ. Đấy, em nghĩ là bác nên thay cái mặt này đi rồi. Tại vì thứ nhất là cái chốt này không lắp được này, hoặc là lắp rất khó này, em không lắp được. Không biết là nhờ các thủ lắp nào lắp được không. Thứ hai là cái này nữa này, cái này nó cũng bị, hình như là cũng bị mất một cái lò xo rồi, thì thành ra nó đẩy băng ra rất là yếu, hoặc là cũng không đẩy được. Đây này, bây giờ bình thường đã phải là lấy tay đẩy ra nó mới ra này. Đấy, nên thay cái mặt này đi, không biết là em còn cái mặt này không. Đấy, nếu có thì em sẽ thay cho bác nhé, và em sẽ gọi điện cho bác để xác nhận bác thay thì em mới thay, chứ không phải là đăng video như vậy đâu. Thì mấy ngày đấy, phải mấy ngày em cố gắng gắn cái này đấy. Chỉ cần gắn được cái này là những cái khác thì nó cũng chẳng quan trọng lắm. Những ví dụ như cái này thì có thể kệ nó cũng không sao, nhưng mà cái này thật sự là em đã gắn keo để mà chắn cái chỗ này rồi, nhưng mà vẫn không nhét cái này vào cái trục này được, nó rất là khó luôn. Đấy, dạng như kiểu là mình chế lại rồi không được, nó rất là chật hẹp, cái chỗ này rất là chật hẹp luôn. Nó chỉ để dành đúng một cái thanh này vừa khít thôi, nó không thể lệch đi đâu được này. Ví dụ như các bác mà có thể làm, ví dụ cái lò xo mà nó chỉ cần đẩy mạnh lực sang bên này là nó bị ép vào cái trục này, là nó bị zip ngay đấy, ma sát vào cái trục này là bị zip, nó không đẩy được ngay đấy, ví dụ thế. Nó rất là khít luôn, nó thiết kế đúng để không gian để cho cái lò xo cái thôi. Đây là cái con mặt trước mà em muốn, cái mặt trước của cái con đài 710 mà em muốn thay cho bác đây. Đấy, mặt trước nó như này. Cái cửa băng có thể em thay lại như cũ cho bác cũng được, tại vì cửa băng bác có vẻ là không xước bằng cái cửa này hơi xước này. Nhưng mà vấn đề là phải thay cái này chứ không phải là cái cửa. À, tại vì là nó liên quan đến cái lò xo này bác này. Đấy, lò xo nó phải như này mà. Tại vì cái của bác nó bị gãy phần này rồi, nhựa nó gãy ở trong này, cho nên là không thể lắp vào được y chang như này được, cho nên em phải thay. Nó là cái phần nhựa này chứ không phải là cái bên này, cái thanh này chính là cái cửa. Đây, ví dụ em mở ra cho bác này. Đấy, cái cửa nó chỉ liên quan đến cái thanh này thôi. Thanh này thì cái lò xo nó chỉ đè vào cái chỗ này và nó đẩy ra thôi. Chứ nó không phải cái gốc của nó vẫn là phải dựa vào cái miếng này. Miếng đằng trước này. Tức là dựa vào cái mặt này, tại vì nhựa nó dính liền vào cái mặt mà. Đấy, cho nên là kể cả thay cửa thì nó cũng không khả quan tình hình, cho nên là em phải thay cả cái mặt này cho bác này. Đấy. Ok. Đây, cái mặt trước của em nó còn có lò xo còn nguyên như này, còn hai bên này. Bên này là cửa A này, bên này là cửa B này. Đấy. Còn nguyên cái lò xo này thì đẩy cửa nó ra, chúng ta sử dụng băng nó mượt mà hơn chút. Đây là cái của bác đây. Mọi thứ khác thì cũng khá là ok. Cái này mỗi tội là bị cái chỗ lò xo này này, hai cái chỗ lò xo này không nhét vào được này. Đấy, bên này thì không biết là bác là độ chế kiểu gì ấy. Đấy, còn cái zin của nó như này thì chúng ta có thể gắn lò xo lại được. Đây, tức là nó có cái cạnh G trên này đỡ để một bên của lò xo nó có đòn bẩy này, có lực đẩy cái này ra này. Đấy, còn một bên thì nó, một đầu của lò xo nó đỡ vào cái cửa. Đấy, bên này cũng như thế. Thì ra bác mất cái này rồi này. Bên này lại gắn mãi không được này. Đây, em đã thay ngon lành cho bác đây. Đây là cái cũ của nó này. Cái này của bác thiếu bao nhiêu ốc, với lại có ốc trong nữa, toàn ốc đều. Đây này, cái ốc này không hẳn là ốc đều nhưng mà không phải là ốc zin của nó. Thế lắp vào những cái lỗ nó sẽ bị hỏng đi. Đây, cái này mới là ốc zin của nó này. Đấy, riêng ốc Sony là cái mũ của nó lồi lên rất là dày. Đấy, bác nào sửa nhiều, sửa đài cassette
của Sony nhiều hay là thiết bị khác của Sony ngày xưa biết ngay. Cái mũ của nó rất là dày. Đấy. Còn ốc khác thì cũng có thể là ốc xịn, nhưng mà nếu mà nó không vừa lỗ thì lắp vào nó sẽ bị rất là bị cháy gen, dễ cháy gen cái lỗ, mà cái nhựa của Sony rất là hỏng nhanh lắm. Đấy. Đây, những cái ốc zin này em cũng lắp lại cho bác này. Trừ khi cái lỗ nào không lắp được thì em lại phải lắp cái ốc như cũ của bác nhé. Đây em sẽ test cửa B cho bác trước nhé. Cái tình trạng là khi chúng ta gắn vào đã có tín hiệu ngay này. Cái này em sẽ tìm hiểu cách khắc phục cho bác, nếu không thì cũng chả sao. Đấy, chúng ta chỉ cần chạy nó ngon lành là được. Tìm cái băng. Đây em sẽ test cái băng này nhé. Cái hiện tượng mà bấm play một lúc tiếng nó mới có là chúng ta thiếu cái cửa A. Khi chúng ta cắm cái đầu từ của cửa A này, cắm dây này này vào cái lỗ đầu từ của cửa A ấy, thì nó sẽ bị mất cái hiện tượng mà bấm play xong của cửa B ấy, bấm play xong lúc sau là một cái tiếng này. Bác nghe này. Đấy. Đấy. Bình thường bấm là có tiếng luôn nhá. Đấy. Nhưng mà đối với cái này ấy, khi chúng ta lắp cửa A vào là nó bắt đầu nó mới thực hiện. Đấy, lúc sau mới có này. Để em cắm đầu từ cửa A vào xem nhé. Đây, đầu từ cửa A đây. Đây, em sẽ cắm vào cái chỗ này. Đó, ok. Thì bây giờ em mở cửa B nó sẽ không còn cái hiện tượng đấy nữa. Đấy, có tiếng luôn, thấy chưa? Giật rồi. Cái bánh tì này nó không ổn định các bạn. Bánh tì không ổn định này. Nó quay nó hơi giật này. Các bác một tiếng nghe tiếng rột rè 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 đây. Nó quay không đều đây. Vừa lại phát ra tiếng động kêu rè rè rè, các bác có nghe tiếng không? Em thử xem lại. Đấy. Nó quay không đều. Vậy có lẽ em lại phải xử lý cái phần này nữa rồi. Con đài này rất là nhiều bệnh về cái bộ cơ luôn. Xử lý cái bánh trung gian. Bánh trung gian là cái bánh trắng trắng này này các bạn. Em bấm cho nó quay này. Đấy, bây giờ nó còn chẳng thèm quay luôn này. Đấy. Đấy, giật lúc quay lúc không này. Tua thì vẫn ngon lành nhé. Do cái bánh trung gian này khi bấm play nó ép lên. Ép vào cái trục này này. Vào đây. Xong bánh trung gian này ép lên trên này. Thì nó mới quay được. Đấy, lúc quay lúc không bây giờ ngừng hẳn rồi này. Ok, em sẽ lý cái phần này nốt nhé. Đây em bấm play rồi mà cái này bây giờ nó không quay luôn này. Lúc nãy còn quay được nhưng bây giờ không quay. Em chỉ sợ là cái gang của cái trục này trong này nó bị vỡ rồi. Cái phần mà nó tiếp xúc với cái bánh này này. Ở đây soi thì khá là khó. Đấy, cái phần trong này, nó không lăn được. Các bác có soi thấy không? Tại vì là nhìn hơi khó.
Đấy. Cái mà nó tiếp xúc với cái bánh này này, ở phần trong này này. Này, chúng ta để cái chốt trắng này ra này. Cái này là chế lại rồi, được chế hoặc là bác nào đó lấy từ đâu vào rồi. Không phải cái zin của nó. Đây, cái này nó bị vỡ này bác này, thấy chưa? Vỡ tanh bành hết rồi này. Thằng nào nó không quay là đúng rồi đây này. Cái này nó rất là giòn, qua thời gian thì nó rất là giòn. Cái phần đầu này chính là cái phần nó tiếp xúc với cái bánh bánh mà em bảo này. Thành ra nó bị hay bị hỏng này. Đấy. Cái này kể cả bây giờ mà nó không tịt thì em đưa cho bác về một thời gian bác quay nó cũng tịt, tại vì là nó vỡ hết rồi. Đây này. Đấy, vấn đề là không biết là em còn cái bánh này không. Còn thì em sẽ thay cho bác. Tại vì cái bánh này nó cũng khá hiếm, tại vì linh kiện của những con cassette này nó họ không sản xuất, cho nên là kiếm rất là khó luôn ấy. Có được thì đã là một may mắn, tại vì là nhiều con khác nó cũng bị tương tự như vậy bác. Này nó còn lại ngon lành này, cái này nó cái bên trái của bác này đấy. Đấy lắp vào thì chắc là ngon rồi. Cái này bị vỡ trước đó rồi nhé. Cái này chắc là ông nào vặn cái ốc ốc đều vào trước thì nó bị này. Ở luôn quá ạ. Bây giờ em mà vặn ốc đều và sợ nó toác ra luôn nhé. Chứ không phải là cái ốc đều là xong đâu, tại vì nó vỡ rồi. Rồi cái này để em tính sau nhé. Bây giờ xem nó quay chưa đã. Bây giờ quay được là một hạnh phúc rồi. Đấy nó quay nhé, đây nhé. Lực cản khá là mạnh luôn. Đây là em còn chưa cho chốt vào đây nhé, em phải giữ bằng tay thôi. Và chốt đây không thì nó sẽ tụt dần ra sau, đấy, tụt ra sau là nó. Rồi gắn cái chốt vào. Đây, thấy được cái này rồi nhưng mà lại còn do cái bánh cao su này nữa. Bánh cao su này nó không tiếp tốt này, thì nó vẫn cứ bị như vậy này. Đấy, vậy chúng ta phải thay đồng bộ đi. Phải thay cả viên cao su hoặc là cả cái bánh tì này nữa, không là nó vẫn bị như vậy thôi. Đấy, cái bộ cơ này nó quá hạn dùng đối với một số chi tiết này. Mà thường những chi tiết nó liên quan đến nhau. Chưa. Ok, vậy là ngon lành rồi nha. Nhớ xưa nên.
trong phố nhỏ. Test quay video cho các bác như vậy chứ thực ra nếu mà xong thì em cũng phải cho nó quay thêm rất là lâu nữa cho chắc ăn. Đây là xong cửa B. Còn đây là cửa A này, nó bị kêu này. Đấy, nó hơi kêu này. Nó nghe tiếng không? Đấy, bên bấm reverse này, nó không kêu nữa này. Reverse lại này, nó lại được ngon lành này. Bộ cơ nó cũ quá. Hoặc là nếu mà khắc phục được thì em đang cố thử xem. Đấy, như này nó lại ngon lành. Đấy, vừa cho băng vào là bao giờ nó cũng kêu. Nó kêu một trận này, sau đó này, bấm cái này đó, là nó ngon lành này. Đấy. Đây là cửa A nha. Đây. Đây, cho băng vào đây. Nó quay như vậy là quá là tốt so với cái bộ cơ, so với cái bộ cơ này, tại vì là nó cũ quá bác ạ, cũ quá em phải tháo tung ra hết mới tìm được bệnh, mới ban đầu nó kêu lạch cạch đây, im re này, đấy không nghe tiếng gì luôn, reverse này. Đấy, cho bác nhìn nó quay này. Reverse này. Reverse này. Đấy, ok, kể cả mới cho băng vào nhé. Mới cho băng vào này. Bấm play này. Nó cũng không kêu luôn này. Ban đầu nó kêu, các bác có thể xem đoạn video trước này. Ban đầu thì nó kêu nhưng mà bây giờ ngon lành nhá. Em tưởng là không khắc phục được đâu, nhưng mà vẫn được. Ok, ngon lành. Nói chung là phải thay một số cái linh kiện ở trong cái bộ cơ này. Đấy, quay rất ngon lành. Em mở volume lên. Ở đây bây giờ còn cái mỗi cái bệnh là chưa bật thì nó đã, đèn nó đã sáng rồi ở cửa băng ở lúc mở băng ấy, cái này em khắc phục hơi khó vì là không biết là có đôi không nhưng mà nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu, nó chỉ có dạng như kiểu có điện trước khi bác bấm play thôi, chẳng có gì. Nếu em khắc phục được thì em khắc phục nhá, để xem đã, tại vì là khắc phục cái điểm này hơi khó đấy.
xem radio nào. Đấy, rất nét mà. Em rất nét luôn. Được không nhiều đài lắm nhưng mà ok. Khoảng 6-7 đài cũng được. Tôi sở dữ liệu này. Radio ok nha bác nha. Đúng nhau, theo quy định. Nó không bắt được nhiều đài lắm. Về cơ bản thì cũng khoảng vài đài thôi nhưng mà tiếng bây giờ nó to hơn rất là nhiều. Lúc đầu tiếng rất bé. Đấy, bây chỉ khoảng lên số hơn số 2 một chút là đủ nghe. À, số 0 này, số 1, số 2 đi. Đây là cái đài còn nhỏ nhá, để em cho cái đài to hơn này. Tôi một người rất là tình cảm thì việc bữa ăn gia đình rất to. Chính là sợi dây quan trọng ạ, để có thể gắn kết. Số 2 đã ok rồi. Vâng, thằng nào mà tôi phải có mấy đài liền đấy. Cùng với các cần thiết. Trước đây thì rất nhiều thủ tục công việc. Đây chẳng qua em đang nghe cái khẩu như là đăng ký ô tô, thông tin về hộ khẩu, đăng ký quyền sử dụng đất, làm hồ sơ. Đài này thì nó nhỏ hơn một chút so với những cái đài khác. Vậy nếu cơ quan chức năng thu hồi sổ khẩu giấy thì các thủ tục này sẽ tiến hành như thế nào ạ? Luật sư có thể hướng dẫn để người dân có thể dễ dàng thuận tiện trong việc thực hiện các cái giao dịch này hay không ạ? Việc yêu cầu người dân phải xuất trình hoặc là nộp bản gốc hoặc là bản sao của sổ khẩu khi thực hiện các thủ tục là nhằm xác định các thông tin về cư trú hoặc là các thông tin về nhân thân của người đó. Do đó thì khi bỏ sổ khẩu giấy và quản lý bằng cơ sở dữ liệu đã được số hóa thì việc xác nhận các thông tin này sẽ được các cơ quan bảo vệ. Đây. Có muốn lắng đấy, nghe tiếng rất hay là trong bạn hay là cũng quy định là chính phủ. Ok. Cuối cùng em cũng đã dò ra đó là con này là gọi là con transistor cũng được, transistor loại nhỏ. Đây là con này. Con này nó cung cấp điện vớ va vớ vẩn. Đây, bình thường em để gạt chế độ băng nhá, chế độ băng cassette này. Thì em đo này. Các bác có thể nhìn đồng hồ ở đây nhìn thấy mà đây. Em chuyển đồng hồ ra đây cho các bác nhìn rõ hơn nha. Đây. Đấy, các bác nhìn đồng hồ nha. Đối với chế độ băng cassette này, cái chân ở đây, hai chân của nó là 11,5, tức là khoảng tính tròn số 12 đi. Đấy, các bác thấy không ạ? Chân này thì lại 6,9V này, chân này cũng 6,9 này. Đấy, con này có vấn đề. Lẽ ra đúng của nó ấy là hai chân này là 12V, có nghĩa là hai chân này điện giống nhau, hai chân bên ngoài ấy. Thế chân này là thiếu này, dò mấy tiếng mới xong mới ra các bạn ạ. Chân này lại đủ này, thành ra là chắc là bị hỏng rồi, cho nên là chân giữa này nó bị cấp điện là 6,9V. Đấy, bị cấp điện bởi một trong hai chân này, em cũng không biết chân nào nó cấp điện cho. Nhưng mà chân giữa là 6,9V, lẽ ra chân giữa là không có vô nào nếu như các bác để cassette. Còn khi các bác gạt lên line in thì nó mới có 3,2 này. Đấy, gạt xuống cassette nó bị tóm lại là cái con này nó bị lẩm khẩm. Con này thì con này em đánh dấu rồi đó. Chắc là cũng không nhầm vị trí đâu nhưng mà chắc ăn vì đánh dấu. Đấy, để em thay thế con này xem nhé. Con này không biết là nhà em còn không. Đây các bác ạ, em rút nó ra và em đo cho các bác xem này. Các bác nhìn, có thể nhìn đồng hồ kìa. Em sẽ xoay hai chiều nhé. Đây, các bác thấy là 5,9 này. Xong em lật lại nó nhé. Đấy, nó vẫn cứ lên 5,9. Đấy, hai chân bên phải như vậy, hai chân bên trái như vậy. Có nghĩa là nó thông tué loe hết luôn, đường nào nó cũng thông. Nếu mà đúng ra của nó là con transistor là không được thông như vậy, chúng ta chỉ đo được một chiều thôi. Lật ngược chiều bên kia là không thể đo được nữa. Đợi số nó không nhảy.
tức là số đồng hồ nó không nhảy, nếu như lật ngược chiều nó chỉ đo được một chiều thôi, con này lật như nào nó cũng đo lên hết này bác này. Đấy. Ngày quá giò, cuối cùng mấy tiếng cuối cùng cũng ra thành quả. Ok, em sẽ thay con này, không biết là con này có không. Không biết là con này em còn không. Lấy một cái con transistor nó còn xịn này. Thông số của con này nó là 94 này. 940 mấy này, lúc nãy chưa chuẩn nhá. Em cho đồng hồ sát cái số thực tế của nó hơn thì nó đúng ra được số này. 94,6 này. 94,5. Đây, cái số của nó là 94,5. 93 này. Đấy. Khá là chuẩn. Đây là của một con 710 khác, em tháo ra. Đấy, để em đo thông số cho các bác nha. Đấy, 92,5 này, chuẩn nhá. Con này vẫn còn ngon lành này, đấy. Thì em sẽ hàn vào đây nhá. Ok. Bây giờ thử xem nào. Cắm vào nó còn xì không? Đấy, ngon lành nhá các bác nhé. Gạt lên lay nó mới xì này. Tắt đi này. Tăng lên này. Đấy. Để lay in. Gạt xuống là băng này. Lay in này. Băng này. Ok. Em vừa thay con transistor này cho bác nhá. Ok. Ồ, các bác ơi, nó lại có một vấn đề nữa, vẫn cứ bị cái tình trạng gạt xuống này, điện nó vẫn chờ sẵn này các bác này. Đấy, cái này là do cái chập mạch của cái này nữa, có nghĩa là hai cái hiện tượng này nó chung lại là một, thành ra em khắc phục được một cái rồi, bây giờ còn một cái nữa, đó là nó bị chập mạch cái bảng chỉnh motor của cái cửa A này này. Bây em rút ra cho các bác xem này. Đây nhá, đây là cái cung cấp điện cho motor này. Motor xem nào. Đúng rồi, bảng điện cho motor cửa A này. Em rút ra này. Đấy, là nó không có hiện tượng gì ngay. Các bác nghe tiếng xì không? Không nghe luôn, em vặn hết cỡ này. Đấy, lúc nãy chưa thay transistor ấy thì cắm vào chưa cần cắm motor gì cả, nó cũng đã có rồi. Bây giờ rút motor, rút bảng điều khiển motor ra là nó không có. Bây giờ cắm vào nó có này, tức là nó bị chập. Đấy, em nghe em vặn tiếng xì lên thấy chưa. Em chưa bấm play nhé, chưa bấm play nào cả. Đấy, tức là cái lỗi này bị hai lần, nhân lên hai liền. Đấy, bây giờ em rút ra thì không sao. Đó, thì tiếp tục em lại phải khắc phục cái bảng điều khiển motor của cửa A này. Đấy, nó là hai cái lỗi nó bị chung lại thành một. Em tưởng là xong rồi đây này, thắt dây nút các kiểu hết, giờ lại phải tháo ra này. Cái con này nó hay bị chập mạch cái bảng này lắm. Ok, thật là may nó không bị chập con transistor mà nó bị chập công tắc thôi. Công tắc là cái hai cái lá đồng này. Hai cái lá đồng này nó chập vào với nhau, để em xem nhá. Em cắm điện vào xem này. Đấy. Khi nãy nó chập như vậy này. Tức là lá đồng này chập một bên thì nó có tiếng xì và motor nó không quay. Nếu chập hai bên thì cả tiếng xì và motor quay. Các bác có thể nhìn thấy đây. Motor quay này. Chập một bên này. Có tiếng xì nó cung cấp tín hiệu. Nó cung cấp tín hiệu âm thanh. Còn ở đây nó có hai cực này, các bạn có thể nhìn thấy đây, hai cái lá mỏng mỏng này. Đấy. Nếu các bác chập cái bên này không ấy thì là nó cung cấp tín hiệu âm thanh, nó tạo tiếng xì và motor không quay này, các bác xem motor không quay này. Còn nếu các bác chập bên này là motor quay. Tại vì bên này khi em bấm thì cả hai nó chập vào nhau hết. Đấy, như này là không có tiếng xì này. Thấy chưa? Các bác nhìn thấy không ạ?
tức là cái lá bên dưới này nó không chạm này, em cho cái lá trên này nó chạm này, thì motor quay và không có tiếng xì. Còn khi các bác chập cả hai vào, cả motor quay và cả có tiếng xì luôn đấy. Ok, lúc này nó bị chập một bên, may quá. Đây radio hoặc là light in nó mới có đèn đây. Đấy, em gạt xuống này. Đấy, đèn nó tắt ngay. Ngon lành. Bây giờ em sẽ test cửa A này. Tua. Các bác chú ý đèn nhé, em reverse này. Flat nó hơi chói nhỉ. Đấy, em reverse này. Ngon lành nhé. Tắt là nó mất đèn ngay. Ok. Tiếp theo cửa B này. Con này âm thanh rất là hay. Radio này. Let's have a look in the boot, shall we? Kết hợp chặt chẽ luyện với rèn luyện kỷ luật, bắt được mà những cái hành động liên quan đến sinh hoạt cũng. Quý vị thính giả thân mến, dù chỉ đó là ok, radio chỉ hiển test cho các bạn. Đấy. Ok, lại thì em đang không có cái điện thoại để cắm này, điện thoại đang quay video thì không cắm được các bạn, nhưng mà em đảm bảo là ok, lại là ok nhá. Rồi em xin kết thúc cái video của bác Thuận, bác Thuận gì đó ở Hưng Yên, con 710, cục giữa 710 của bác đây. Đấy, em xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người, cảm ơn người đã xem video. Để làm được một cái video như vậy phải mất gần tuần các bạn ạ. Mất gần tuần thì do em không phải là ngồi tì tì để sửa cái này suốt được, nhiều việc quá thì thành ra là nó hơi mất thời gian. Đôi khi cứ bày ra như vậy rồi lại đi làm việc khác, sau đó việc khác xong lại quay về làm. Đấy, và đôi lúc là mình cứ nghĩ là không thể sửa được nhưng mà cuối cùng cũng thành công. Vì vậy mong các bác hãy cho một like và ủng hộ kênh của em để em ngày càng phục vụ mọi người được tốt hơn. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy bấm like hoặc là bình luận hoặc là chia sẻ video này để cho mọi người cũng biết nhé. Xin cảm ơn các bác.